Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Các bạn ơi, ở đây mình thấy có một cái thau này các bạn ơi. Hôm nay mình tính đi ra vườn nhặt đồ chơi nhưng mà ra thấy có cái thau luôn nè. Các bạn ơi, mình thấy nó có cái gì đây nè. Ủa, dính cái màu xanh xanh gì này các bạn ơi. Để mình lấy cái thau này mình xem nữa nha. Các bạn ơi, cái gì đây, con gì đây? Các bạn ơi, hình như là một con khủng long. Các bạn ơi, cái con khủng long này bị dính màu gì đây nè. Dính rất là nhiều màu luôn nè các bạn ơi. Rồi mình cho nó vào cái thau đây nha. Đã mọi người, có một con khủng long luôn hả chứ. Các bạn ơi. Ở đây có rất là nhiều đồ chơi nữa nè. Các bạn ơi. Các bạn ơi, những món đồ chơi đây cũng bị dính màu luôn nè các bạn ơi. Tuyệt vời nha. Bây giờ mình xem cái món đồ chơi đi gì nha. Nó dính màu hết rồi các bạn ơi. Để mình cho nó vào cái thau đi. Vào luôn nha. Con gì đây? Rất là nhiều luôn các bạn ơi. Cá sấu luôn nè các bạn ơi. Đã chưa? Con gì đây ta? Hai con giống nhau luôn các bạn ơi. Một con gà nè. Con kiến nữa các bạn ơi. Một con cá khổng lồ nữa nè. Khủng long này các bạn ơi. Đây có một con gì đây mà rất là to nữa nè các bạn ơi. Tuyệt vời luôn. Bây giờ cùng các bạn đi vào xem những rửa sạch những món đồ chơi để xem sao nghe các bạn nha. Rồi cùng rửa đồ chơi đây các bạn ơi. Mình cho hết nó vào đây nha. Rồi cùng rửa những món đồ chơi để xem những món đồ chơi nó ra sao nha. Mà dính rất là nhiều màu đây các bạn ơi. Nó ra màu rất là nhiều luôn nè các bạn ơi. Các bạn ơi. Đây là một con chó này các bạn ơi. Một con chó đồ chơi màu xanh. Rất là đã nha. Rồi mình đã trao rồi mà thao đây. Rồi con này có gì ta? Đây là một con hươu cao cổ này các bạn ơi. Rất là đã luôn nha. Rồi, đặt ra đây nha. Rồi con này là con gì ta? Các bạn ơi, đây là một chú bò. Chú bò màu vàng. Rất là đã nè. Rất là tuyệt vời luôn. Rồi ra nha. Rồi tiếp tục, con này con gì các bạn đón, con này con gì ta? Các bạn ơi, đây là một con khủng long bảo chúa nè. Cái đuôi nó rất là dài luôn nè các bạn ơi. Kêu được luôn các bạn ơi. Hay nha. Rồi mình sẽ cho ra ngoài đó nha. Rồi tiếp tục nha. Các bạn ơi, đây là một cái rìu. Một cái rìu dính rất là nhiều màu luôn nè. Để mình rửa cho nó sạch nha. Dính màu rất là trúng luôn các bạn ơi. Rất là đã luôn nha. Rồi vào nha. Có con gì nấu lạnh phình nè các bạn ơi. Rồi để mình xem nha. Các bạn đoán thấy con này con gì nha. Con gì ta? Các bạn ơi, đây là một con cá sấu nè. Con cá sấu có một cái hộp rang rất là sắc nhọn luôn nè các bạn ơi. Đã các bạn ơi, rất là nhiều đồ chơi con vật luôn nè. Rồi tiếp tục nha, con gì đây ta? Rồi các bạn đoán cái con này con gì nha.
Wow các bạn ơi, đây là một con cá nè. Wow, con cá này cũng có hộm ren rất là sắc nhọn như con cá sấu hồi nãy nè các bạn ơi. Wow, một con cá hổ nha. Rồi, rất là nhiều con vật rồi nè. Rồi, wow các bạn ơi, nè xem nè, vẫn còn nha, để mình xem con này con gì nha. Wow, wow các bạn ơi, đây là một con lạc đà. Wow, một con lạc đà này các bạn ơi. Wow, rất là VIP luôn nha. Rồi ra. Wow, có con gì nấu nấu này nè các bạn ơi. Wow, để mình rửa sạch mình xem con này con gì nha. Wow, wow các bạn ơi, lại một con chó màu hồng nè. Wow, wow, đồ chơi con chó rất là đẹp luôn nè các bạn ơi. Wow, rồi, wow, rất là nhiều đồ chơi luôn nè các bạn ơi. Còn hay không nha, để mình xem còn hay không các bạn ơi. Wow, wow, còn. Wow, con gì đấy ta? Các bạn ơi, con gì mà nó có rất là nhiều cái chân luôn nè. Wow, các bạn ơi, đây là một con tôm hùm. Wow, nó có hai cái càng rất là to luôn nè các bạn ơi. Wow, ấy chà, wow, wow các bạn ơi, nó kịp, wow cái càng nó kịp cái tay của mình các bạn ơi, wow, wow đã nha. Rồi con tôm hùm Araka tí mình vừa mình hấp cái con tôm hùm Araka đó nha. Rồi để mình xem đi còn cái gì nữa không nha. Wow, còn cái gì đây các bạn ơi. Wow, cái gì đây ta? Rồi để mình rửa nha. Chen. Quá hù các bạn ơi. Wow, một cái mặt nạ này. Wow, một cái mặt nạ màu vàng. Một cái mặt nạ hacker màu vàng các bạn ơi. Wow. Rồi, mình xem đi còn không ạ. Wow, còn nữa các bạn ơi. Còn cái con gì đây, rất là nhiều cái chăn luôn nè. Wow, các bạn đoán thử con này con gì nha. Wow, các bạn ơi. Wow, đây là một con kiến nè. Wow, một con kiến rất là to luôn các bạn ơi. Wow, tuyệt vời. Để mình xem, ô còn nữa các bạn ơi. Wow, còn rất là nhiều luôn nè. Wow, con gì đây ta? Wow các bạn ơi. Wow, cái con này là con cá đuối nè. Wow, rất là đã luôn nha. Rồi để mình xem thấy còn hay không nha. Ô còn nữa các bạn ơi. Còn con gì đây ta? Wow, wow các bạn ơi, một con gà. Wow, một con gà trống nè. Wow, rất là đã luôn. Rồi mình xem thấy còn hay không nha. Wow, còn nữa các bạn ơi. Wow, các bạn ơi, khủng long nè. Và một con gì đây ta? Wow, đúng rồi, con này con sư tử biển. Wow, hết rồi các bạn ơi. Wow, rất là nhiều đồ chơi bị dính màu luôn nè. Wow, rất là tuyệt vời các bạn ơi. Nè, mặt nạ hacker này nha. Cá sấu khổng lồ này nha. Wow, một cá hổ này nha. Có cả khủng long bạo chúa nữa luôn các bạn ơi. Wow, rất là nhiều đồ chơi luôn nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Bye bye, và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau nha. Bye bye.